cái gì? Lại cho em nha mấy chị ơi, chia sẻ like lên cho em. Em chào chị Nguyễn Hương, hello chị Gia Bảo. Đồ bà ba, còn chị, đồ bà ba chị muốn mua áo màu quần đen hay là áo với quần cùng một màu chị? Em đang có hai mẫu đó, áo màu quần đen và là bộ nguyên màu nha. Chị muốn xem mẫu nào, comment cho mẫu lên với lại chiều cao cân nặng lên, em lên size cho. Quần đen áo màu hay là áo với quần cùng một màu luôn, em comment lên đi rồi chị lên cho nha. Rồi chứ là chốt mã đầm này lên cho em mã đầm ha, 50.000. Mã đầm 50.000 giùm em nha. Số 1. Gia Bảo ơi, em số 1 hả? Bộ một màu, để chị coi số 1 còn màu gì. Bộ một màu số 1 chị còn 3 màu này nè Gia Bảo ơi, em có chốt được cái nào không thì chốt nha. Chấm chấm like chia sẻ cho mình em. Gia Bảo ơi, bộ một màu số 1 chị còn màu tím, màu xanh ngọc với lại màu đen. Còn 3 màu này em à. Quần ống vừa nha, quần ống nhỏ chứ không phải quần ống rộng, bộ này là quần ống nhỏ ha. Ống vừa vừa á, không phải là ống tấm đâu nha. Đây. Chị còn bộ tím, bộ đen với lại bộ màu xanh ngọc là có size 1 nha. Chờ xíu em lên ngưỡng rộng tiếp rồi, chờ em xíu nha. Mấy chị chấm like tương tác đi, chia sẻ like lên giùm em đi. Hồi nãy cái view lên gì kỳ quá. Đầu like mà vậy là em thấy mất hứng rồi. Ai chị, 145.000 một bộ, hai bộ là miễn ship. Nhưng mà em nói luôn mấy chị nha, hôm nay mà mấy chị đặt hàng mà mấy chị hối để kịp nhận 8 tháng 3 là không kịp nha. Tại vì hôm nay là thứ sáu, ngày mai thứ bảy chủ nhật là mất hết 2 ngày rồi. Thứ bảy chủ nhật hàng nó đi chậm lắm. Cho nên mà chị nào có ý định đặt hàng để nhận kịp trước 8 tháng 3 là em là từ chối gửi hàng nha. Không có nhận lương để gửi trước 8 tháng 3 được nha mấy chị. 145.000 nha, em còn màu tím. Rồi màu xanh ngọc cho em nè. Cái này em nói trước nha, chị nào có ý định mình để mà đặt đồ tặng 8 tháng 3 là không kịp nha mọi người. Rồi em có màu xanh ngọc ha. Màu xanh ngọc, size số 1. Với màu đen. Rồi với màu đen cho em ha. Đó, còn 3 màu này size số 1 chị. Thôi không mở hàng lại đâu chị Trang Thu, em bán luôn. Quê rồi. Like gì lên kỳ quá à. Tặng quà quá trời mà like chia sẻ không lên. Mỗi lần vậy là em bán, em mệt. Lấy bộ tím, chị Gia Bảo inbox địa chỉ qua giùm em ha. Nhắn tin qua Messenger giùm em nha. Không chị, có một kiểu này một à. Nó nhiều màu thôi nha, chứ nó có một kiểu một à. Còn kiểu khác thì em có cái mẫu mà áo với màu với quần đen như vậy nè, cho nó có kiểu thôi ha, kiểu có nhiều màu nha. Rồi cái kiểu khác thì chỉ có kiểu này, nhưng mà nó lên nhất là quần đen ống rộng chứ không phải là nguyên bộ em đang mặc nha. Kiểu này đó là nó khác kiểu này, nhưng mà áo màu với quần đen ống rộng chứ không phải là quần cùng màu nha chị. Rồi chỉ có hai mẫu đó thôi, thì mỗi mẫu thì nó có nhiều màu vậy đó. Mỗi mẫu là nó có nhiều màu nha. Có ok thì inbox qua địa chỉ giùm em. Đó, mẫu tướng mẫu này nó có nhiều màu nha.
xanh ngọc với lại màu đen ha. Lấy bộ nào thì đó anh bóc qua cho em nha. Rồi em lên quần rộng tiếp. Đồ cái này nó dài. Nó dài mà nó bự lắm nha mấy chị ơi. Cái này dài mà nó bự lên luôn. Đồ cái này eo 82 cho em nha mấy chị. Eo 82 cho em vừa nha. Mà nó rất là dài luôn. Chị nào mặc đó là khoảng 1m6 đổ lên. Nó vừa nha mấy chị ha. 1m6 đổ lên cho em nha. Bộ hồng. Cái màu này không phải màu hồng mà cái này không phải nguyên bộ nha Gia Bảo ơi. Cái này là đi với quần đen ống rộng nha. Cái này là mặc lên với quần đen ống rộng chứ không phải là cái quần cùng màu với áo đâu ha. Mẫu đó là áo lẻ lên với quần đen. Rồi cái này lên cho em mã sọc đen mấy chị. Eo 82. Sọc đen eo 82 cho em nha. Dài đó. Chị cái này 1m6 đủ lên cho em mới vừa. Nó dạng như là ống bát vậy đó. Ồ ống rộng á chứ không phải ống suông. Ống rất là rộng luôn. Rồi chị nào chốt cái này lên giùm em là mã sọc. Mã sọc cho em nha. Mã sọc eo 80 eo 82. Cái tím đó là mặc lên với quần đen nha chị. Nguyên bộ nó là áo tím quần đen chứ không phải áo tím quần tím nha. Cũng quên cái áo màu màu tím sen lắm đó. Trời ơi đẹp nữa chị. Có xẻ tà cho em. Rồi chị nào chốt này lên giùm em nè. Có xẻ tà bên này nha. Lưng thun 50kg 65kg cho em vừa. Kg 65kg cho em vừa nha. Chị nào chốt đen em mặc hơi rộng. Chị nào chốt mã đen. Đen lên cho em mã đen. Chị nào chốt mã đen xẻ tà ở dưới chân nha mấy chị. Xẻ tà dưới chân cho em nha. Rồi chốt mã đen cho em mã đen 50kg 65kg cho em. Đó eo tầm chừng 72 đổ lên nha mấy chị ha. Eo tầm 72 đổ lên. Chị Gia Bảo nãy giờ chị có hiểu nó gì ta? Tức là cái bộ em mặc á là nó nguyên màu là nó không nói rồi. Còn cái áo kiểu này là lên quần đen thì thành một bộ. Còn chị muốn lấy áo đẻ thì là 85.000 một áo, một bộ 145.000 ha. Là nó lên như vậy nha. Đây nó lên với cái quần gì nè là thành một bộ. Chứ cái áo này không có cái quần cùng màu áo này nha. Đây cái bộ này nó lên vậy nha chị. Tức là cái mẫu này là áo lẻ mặc lên với quần đen hoặc là quần trắng thôi. Chứ không có cái quần cùng màu này. Nãy giờ em nói vậy mà không hiểu. Đây nguyên bộ nó lên là như vậy nha. Đó. Là nguyên bộ nó như vậy nha chị ơi. Chứ không mất công là nó không rõ ràng rồi. Cuối cùng gửi tới kêu là gửi không đúng mẫu nữa. Thì khổ em bị rồi. Em nói mà không hiểu cuối cùng em gửi tới rồi là không nhận hàng. Màu em mặc nó là màu tím sen nha. Màu tím sen. Còn cái bộ nãy em lên là màu tím Huế. Đen sẽ tà, ok chị Trang Thu. Đây chị. Đó, màu này là màu tím sen. Còn cái màu này là màu tím Huế cho em nha. Cái màu bộ mà nãy mặc là màu tím Huế. Đó, này tím Huế nè. Nhìn giùm em ha, tím sen, tím Huế cho em. Màu này nó ra gần gần như màu đỏ đô vậy đó. Rồi, đen em chốt chị Trang Thu. Chị lên số điện thoại giùm em đi chị Gia Bảo chứ lại chị nhắn tin qua giùm em địa chỉ luôn nha. Vậy là chị lấy bộ tím này với cái bộ màu em đang mặc. Lên số điện thoại giùm em chị Gia Bảo ơi. Chốt đơn lên số điện thoại giùm em nha. Địa chỉ luôn. Rồi em ra tiếp đây. Tự nhiên tinh thần của em nó không được tốt.
quần jean dài luôn chị. Có quần jean dài nha. Chị nào muốn xem mẫu thì comment lên cho em. Trời, cái quần này nó là dạng ống gì nhỉ? Dạng như quần tây á, dạng ống đứng cho em. Dạng ống đứng nha. Ống đứng. Cái màu nó là màu xanh, màu xám xám. Màu xám xám chị ha, gọi là màu xám ghi á. Rồi cái này size S cho em đó chị. Size S cho em L68. L68 đổ lại nha. Trời, cái quần cực đẹp luôn. Nhưng mà nhỏ, L68 đổ lại cho em nha. L68 là tầm chừng 47kg. 47kg, 47-48kg lại cho em vừa như là size S á. Rồi chị nào chốt này lên mã xám ghi giùm em. Đó là dạng ống đứng nha chị. Đó, dạng ống đứng cho em nè. Rồi chị nào chốt này lên chị em mã xám ghi. Mã xám ghi cho em. Dạ rồi, ok, chị Gia Bảo là hai bộ đúng chị, một bộ tím với lại một bộ áo tím xen quần đen đó. Là hai bộ. Nhưng mà không có kịp tắm nắng hoa đâu nha chị Gia Bảo nha. Hôm nay mùng 4, mai mùng 5 rồi mà mai mùng 7 nữa. Là có hàng nhiều khi ngày mai cũng không đi, tới chị có thứ hai mới đi được. Chốt cho em mã
đầm xuông, một con đầm xuông cho em nha. Rồi chốt mã đầm lên trên mã đầm, chốt đầm lên mã đầm cho em. Rồi chốt đầm lên trên mã đầm mấy chị. Đó, chị là chốt đầm lên mã đầm cho em nha. Đầm 65kg là cho em vừa chốt trên mã đầm. Chữ trắng một chút chị Hương, Nguyễn Hương. Rồi chốt trên mã đầm nha, 65kg lại vừa. Mặc ở nhà, mặc ngủ hoặc mặc bình thường lúc đẹp. Cái này mấy chị mất chứ dạy thể thao đẹp lắm, rất là cần hiệu luôn. Rồi lên cho em mã đầm. Mã đầm cho em nha. Mã đầm như em ấy chị. Chấm chấm lai lên. Rồi em lên quần quần sót nha. Quần sót lên xen kẽ nha. Để em coi. Eo 86. Có eo 84 hả chị? Có eo 84 à, không có eo 86. Gia Bảo dịch à, là vậy là không chịu cái áo màu quần đen đúng không? Vậy là đổi qua cái bộ đen này nha. Ý là cái bộ áo màu quần đen em bỏ lại, em lấy cái bộ đen này đúng không? Rồi ok Gia Bảo nha. Chị Hương nói gì ta? Chị Hương nói gì chưa hiểu? Cái nào có tên chữ Liêu nói. Chị Hương nói gì không hiểu nói lại nghe. Nói gì em chưa có hiểu à. Gia Bảo mai em gửi hàng luôn, em khỏi gọi mình nha chị. Cho địa chỉ rồi mai em gửi hàng luôn nha. Chị Nguyễn Hương ơi nói gì thì nói lại cho em đi. Em không chưa hiểu chị nói gì á. Ôi cái con này nó sành điệu dữ lắm lắm nha mấy chị. Con này nó rất là sành điệu luôn. Nó nách đều như vậy, lỗ. Mặc vô nhìn giống như là sao trên trời vậy. Cái này em bán cho mấy chị mình như thôi. Cái này để em coi coi. Nó ngầu dữ lắm, để em mặc như thử coi. Đó, nó lỗ đều như vậy nè mấy chị. Loại này bán mấy chị mình 20.000 thôi. Phong rộng cho em 60kg nha. 60kg. Chị nào mà màu đen nó ngầu ngầu á thì mặc nha mấy chị. Đó, nó rách, nó chân lỗ đều nè. Rồi chốt cho em mã rách 20.000. Chốt mã rách 20.000 cho em nha. Mã rách 20.000 giùm em. Kiểu nó vậy nha mấy chị ha. Rồi chứ là chốt mã rách lên cho em mã rách 20. Mã rách 20 cho em. Ý thôi con này chẳng tặng luôn cho rồi. Tặng luôn cho rồi chứ nó sành điệu lắm á. Không, nó không có lỗi lầm gì hết. Nó chỉ là cái kiểu nó mua đen kỳ lạ quá thôi. Thôi lên cho em là tặng rách đi mấy chị. Tặng rách em tặng nha. Comment tặng rách em tặng nè. Comment tặng rách em tặng nha mấy chị ơi. Tặng rách giùm em. Không biết vậy đó. Cái nào có tem chữ. Cái nào có tem chữ em đọc em không hiểu gì nói gì luôn á. Tặng rách cho em nha. Nói lại đi chị. Trời ơi này đẹp nè. Tặng rách em tặng chị Trang Thu. Không biết nói sao. Không biết nói sao hết. Sao em hiểu rồi sao em trả lời chị được. Rồi con này lên giùm em mã. Mã chữ hát cho em. Mã chữ hát cho em mấy chị. Lên giùm mã chữ hát 60kg lên mã chữ hát cho em nha. Rồi chứ là chốt mã chữ hát lên cho em mã chữ hát.
chủ hát cho em. Trời, quần sọc rinh 50.000 tặng rách chị chị Hạnh, tặng rách chị Trang Thu trước rồi ha. Mã chữ hát cho em nha, thân rộng 60 kg trở lại. Rồi sóc rinh này mấy chị, cái này eo 82 đến 86 cho em co giãn đó, nút như vậy nha, mới cáo cạnh luôn. Cái này rất là mới, cái kiểu thân quần rất đẹp nè. Rồi eo 82 đến 86 chị nào chốt cái này lên cho em mã 1, chị nào chốt quần này lên mã 1 cho em nha. Eo 82 đến 86 lên cho em mã 2 mấy chị, mã 2 giùm em, mã 2 nha, cài nút ở đây nè. Rồi chốt cho em mã 2, eo 82 đến 86 co giãn nha. Eo 82 86 chốt cho em mã 2. Chốt cho em mã 2. Rồi cái này mấy chị, cái này nó là lưng thun mà cái kiểu em thấy giống như là cái thun nó bị giãn ra luôn hả? Nó bị giãn ra luôn thì em đo nó eo là eo là 90 luôn á mấy chị, tức là nó không có còn thun lại nữa mà nó giãn ra vậy, cái lưng nó thành là eo 90, eo từ 88 đến 90 cho em nha. Thì cái này em bán với chị mình 30.000, chị nào vừa lấy chốt cho em mã 30 luôn nha, chốt mã 30 cho em, tức là nó còn thun lại như vậy mới đúng nè, mà cái này nó bị giãn ra luôn rồi. Thì bán này với chị mình 30 nha, chị nào chốt vừa thì eo 88 cho đến 90 giùm em, eo 88 90 chốt cho em mã 30. Có thun không chị, cái này là nó co giãn đều của cái quần luôn chứ không có lưng thun ở phía sau nè, là eo 82 đến 88 cho em. Cái này đẹp dữ lắm, mới, cái này chị mặc được nè chị Trang Thu. Rồi ha, mã 30 cái này lên cho em mã số 2, mã số 2 cho em. Rồi cái này quá xanh điệu luôn, eo 76 đến 82 lưng thun cho em nè. Eo 76 82 bụi chưa, eo 76 82 nha, có lắp gấu cho em luôn. Eo 76 82 chốt cho em mã 3. Eo 76 82 chốt mã 3 giùm em nha. Rồi chị nào chốt này lên cho em mã số 3, eo 76 đến 82 chốt cho em mã số 3, mã số 3 cho em mấy chị. Rồi con này eo 82 84. Nó cái kiểu nó có cái nịt đây cho mình luôn nè mấy chị nè. Có nịt sẵn này cho em luôn nha. Dạ 50.000 một quần, đẹp lắm mấy chị, đẹp mới lắm. Rồi eo 82 84 lên cho em mã số 4. Đẹp chưa? Nó có beo sẵn cho mình luôn nha. Eo 82 84 chốt mã 4 giùm em nha. Mã 4. Mã 3 chốt chị Trang Thu. Ở cái đó lên cho em mã 4 nha mấy chị, mã 4 giùm em. Mã 4, eo 82 đến 84 chốt cho em mã 4. Mã 3 là chị đẹp lắm luôn, ẩn sau nè, ẩn sau nó quát như vậy nha, đó quát bạc ở ẩn sau nè, đằng trước nè rất là ngầu luôn. Rồi mã 3 nha, mã 3 cho em, eo 76-82 lưng thun. Ủa, em đo sẵn em ghi đằng sau này chị đẹp dữ lắm, mới, nhìn nó rất là bụi bặm luôn. Rồi con này là ngố cho em nha, đẹp chưa, mới lắm mấy chị, mới cáo cạnh con này ngố, quần ngố nha mấy chị nha. Rồi eo 80 đến 86 cho em có co giãn. Eo 80 đến 86 quần ngố em bán chị 50 luôn nha. Rồi chị nào chốt mã ngố lên mã ngố cho em. Mã ngố lên cho em mã ngố không? Quá đẹp luôn. Mới chưa? Eo 80 đến 86 nha, chị nào chốt mã ngố lên mã ngố cho em nè. Eo 80 86 mã ngố chấm chấm like lên nhà em mấy chị.
8082 lên cho em mã nút cho em nha. Eo 8082 lên cho em mã nút quý chị. Rồi lên cho em mã nút giúp em nha. Cái này dạng nó dài dài luôn á, cũng như là ngố luôn rồi đó. Eo 8082 chốt cho em mã nút mọi người nha. Chợ đồng giá 50.000 một cái. Mã ngố em chốt chị Thanh Loan. Ồ cái này nó có co giãn nè chị, mặt đẹp lắm nè. Có co giãn cho em mà mới vậy đó. Rất là mới luôn. Đơn chị Thanh Loan mang gửi luôn nha. Rồi để em chốt chị Thanh Loan. Hôm qua chị Thanh Loan là có hai quần ống rộng, ở đây chị chốt thêm gì mang gửi luôn ha. Rồi đây, eo 80-82 chốt cho em mã số 6. Lưng thun cho em ở hai chỗ này nè. Đó, nó có lưng thun nha mấy chị. Eo 82-86 cho em vừa nha. Đúng rồi, em nói sai rồi, eo 80-82 mấy chị ha. Eo 80-82 chốt cho em mã số 6. Eo 80-82 chốt mã 6 giùm em. À, trời ơi, đòi New York luôn mới chịu á hả? Đòi New York mới chịu á hả? Trời ơi, cái này tàn hiệu không à chị ơi? Tàn xịn không à? Mà đòi con nào New York không thì mình mới chốt thì em cũng không biết có nhiều cho mình chốt không nữa. Rồi eo 82 cho em con này quá đẹp luôn. Eo 82 chốt mã rách giùm em nha. Eo 82 lên cho em mã rách. Đẹp chưa mấy chị? Rồi eo 82 lên mã rách cho em nè. Eo 82 chốt cho em mã rách nha. Mấy chị có xem quần dài không? Em nay xem kẻ quần dài cho mấy chị bên lửa. Xem quần dài không mọi người ơi? Rồi eo 76-78 chốt cho em mã đen. Eo 76-78 chốt mã đen giùm em nha. Eo 76-78 chốt cho em mã đen nè mấy chị. Eo 76-78 lên cho em mã đen. 76-78 chốt mã đen giùm em ha. Ồ ôi đẹp chưa. 76-78 chốt cho em mã xanh. Eo 76-78 chốt mã xanh cho em nha. Eo 76-78 chốt cho em mã xanh. Ok chị. Eo 76-78 chốt mã xanh cho em nè. Con trắng đẹp chưa? Sang đo rồi phải làm đo lại ta thì em muốn đi vậy ta. Ồ con này to mấy chị. Con này eo 82 chốt mã trắng cho em. Eo 82 lên cho em mã trắng. Eo 82 chốt mã trắng cho em nha. Rồi eo 82 chốt cho em mã trắng để em ghi vô này. Eo 82 chốt mã trắng cho em. Eo 82 lên cho em mã trắng nè. Rồi eo 76-78. Eo 76-78 lên cho em mã số 10. Eo 76-78 lên cho em mã số 10. Nó rất ở dưới nha mấy chị nha. Đây nó rất ở hai bên dưới nè. Chị nào chốt mã này lên cho em mã số 10. Eo 76-78 cho em vừa nha. Bạc bạc rất là đẹp. Rồi eo 76-78 chốt cho em mã số 10. Mã 10 cho em mấy chị. Eo 76-78 chốt cho em mã 10. Eo 76-78 trời cái này co giãn đẹp luôn nè. Cái quần này đẹp. Chi kéo bên hông cho em có một nút dài nữa. Kiểu rất là đẹp luôn. Rồi vậy là chốt mã đen cho em mã đen. Co giãn cho em cái này co giãn nha. Eo 76-78 lên cho em mã đen. Mã đen kiểu cho em đi mấy chị. Chi kéo bên hông giùm em nha. Dạ dạ em like xen kẻ áo. Đen kiểu giùm em. 76-78 lên cho em mã đen kiểu. Cái đen nó đẹp. Đen kiểu, đen kiểu. Rồi ha, eo 76-78 cho em nha. Em đang lên ri này là eo 76-78 á.
80 cũng vừa mấy chị. Cái này eo 80 nha mấy chị ơi. 7880. Eo 7880 chốt cho em mã 11. Eo 7880 chốt cho em mã 11. Rồi eo 7880 chốt cho em mã 11 nha. Eo 7880 chốt em mã 11. Trời ơi con này đẹp quá chị. Xuất sắc luôn. Lưng thông cho em. Có nãy em chốt mã 3 cho chị rồi á. Đen này lưng thun phía sau cho em nha mấy chị. Đen này lưng thun phía sau đẹp chưa? Hai bên nó mít đá hay gì đúng rồi. Hai bên mít đá cho em nha. Cái này lưng cao nha mấy chị. Rồi 50 đó.
đến 60 ký cho em nè. Chốt cho em mã đen. 50 đến 60 ký chốt mã đen giùm em nha. 50 đến 60 ký, đẹp chưa? 45 ký thì mặc còn hơi rộng. 50 đến 60 ký vừa chốt mã đen cho em nha. Còn ống rộng, đồng giá món nào cũng 50 ngàn hết đó chị. Rồi chị nào chốt đen em đang mặc lên trên mã đen. 50 đến 60 ký cho em vừa. Chốt mã đen giùm em. Con này lưng cao. Rồi chốt mã đen giúp em nha. 50 đến 60 ký chốt em mã đen. Con này màu tím cẩm cho em mấy chị, lưng thun 65 ký lại vừa lên trên mã tím cẩm. Tím cẩm giùm em nha. Rồi chị nào chốt tím cẩm lên trên mã tím cẩm. Ship ly. Dáng vừa rất là đẹp cho chị. Rồi chốt tím cẩm lên tím cẩm cho em 65 67 ký lại mặc thoải mái nha. 65 67 ký lại mặc thoải mái. Chị nào chốt tím cẩm lên tím cẩm cho em ha. Tím cẩm lên cho em mã tím cẩm 65 67 ký. Hết rồi chị Mỹ Trang. Rồi lên trên mã tím cẩm nha, 65-67 ký lên mã tím cẩm giùm em. Ồ, con này dạng váy nha mấy chị, dạng quần giả váy cho em. Chị nào chốt này lên trên mã hoa xanh giúp em nha. Mã hoa xanh này vải von mà nó có một lớp mà em thấy hơi mỏng mỏng. Cái này bán 30 ngàn nha, chị nào chốt váy xanh lên váy xanh giúp em. Này bán với chị mình 30 nha. Rồi váy xanh eo 78 cho em vừa. Váy xanh eo 78 lên cho em mã 30. Nó là dạng quần mà nó xè như váy nha mấy chị. Von cho em nha. Von hai bên, hai cái bên giữa lưng này nè, nó có thun cho em nè. Đó. Eo 78 chốt cho em mã hoa xanh 30. Hoa xanh 30 ngàn cho em. Xíu đẹp đi mà. Rồi một con trắng nè mấy chị, hiếm có con trắng lắm nha. Ui, con trắng đẹp chưa. 30 chốt chị Trang Thu. Rồi con trắng này là lưng thun ở nửa sao nha mấy chị. Lưng thun nửa sao 60 kiếm lại cho em vừa. Chị nào chốt trắng lên trên mã trắng. Chốt trắng lên mã trắng cho em nha. Rồi chị nào chốt trắng lên trên mã trắng 60 kiếm lại vừa. Chán chính tóc nha mấy chị. Rồi chốt trắng lên trắng giùm em. Xanh 30 chốt chị Trang Thu. Chấm chấm like lên mọi người ơi. Xem ok chị. Rồi chị nào chốt mày lên mã tím cẩm giúp em nha. Màu tím cẩm chụp ly. Đây ha, rất là mới luôn. 65 ký lại cho em. Rồi con trắng nè, chị nào chốt trắng thì mã trắng nha. Cái này lưng thun mày hạnh. Nè, lưng thun ở phía sau mặc rất là đẹp luôn nè. Cái này không có túi nha, con này không có túi. Đây
cái này không có đo eo được tại vì nó là lưng thun mà chị Hạnh ơi. Tóm lại là số ký nha, số ký là 60 kg, đổ lại cho em là vừa hết cái quần trắng này ha, đẹp chưa, 60 kg đổ lại vừa. Tại lưng thun là em không có đo eo nha, em nhắm vậy là 60 kg vừa đó, 60 kg lại vừa nha, em mặc vừa nè, rộng ra thoải mái. 60 kg đổ lại thì là chốt mã trắng, thì mã trắng cho em hiếm đúng quần trắng mấy trăm cái, bữa giờ like, bữa giờ like đúng 2 cái màu trắng rồi, chỉ là chốt trắng thì mã trắng cho em nha, trắng rồi con phong này. Lưng thun thì nó là eo tới đâu nó giãn tới đó chị Hạnh. Rồi con này chốt cho em mã cổ sơ mi giùm em nha, cổ sơ mi giùm em, cổ sơ mi 55 kg lại cho em vừa. Con này hiệu mấy chị, hiệu đẹp luôn, tay bo. Rồi chị là chốt này lên cho em mã cổ sơ mi giùm em nha, lên cho em mã cổ sơ mi sẽ tà ảnh nè, này rất là thể thao luôn, 55 kg lại vừa, chốt cho em mã sơ mi nha. Rồi 55 kg lại vừa lên mã sơ mi. Mã sơ mi con này dáng ôm, con này bán với chị mình 35 nha. Chị nào chốt mã chữ lên trên mã chữ 35, 52 kg lại cho em vừa lên trên mã chữ, mã chữ 35.000 cho em nha. Rồi mã chữ 35.000 lên trên mã chữ 35, chữ 35 giúp em nha. Con này còn tem luôn cho em, con này còn mạc mới luôn nè mấy chị. Rồi lên cho em mã lon màu giúp em nha, đó mã lon màu cho em nha mấy chị, xin điệu luôn. Con này còn tem cho em nè, rồi mã lon màu phong rộng 65 kg lại cho em vừa, còn tem luôn. Em đừng kéo ra đo bình thường đúng không, tại vì lưng thun mà chị, sao là không cho kéo ra, lưng thun thì eo tới đâu là tới đó chứ. Rồi không kéo ra là 74 đó chị, không kéo ra là 74 nha, còn kéo ra là được tới 80, không kéo ra là eo 74 á. Đây em không kéo ra là eo 74 nha. Rồi chị nào chốt cái em mặc lên cho em mã lon màu giùm em, mã lon màu còn mới còn tem mạc luôn nha mấy chị nha. Đâu rồi, nãy em thấy cái mạng đâu á. Đây mã lon màu 65 kg lại cho em vừa. Rồi chị nào chốt cái lon màu lên lon màu cho em nha, không kéo ra là eo 74 đó chị Mỹ Hạnh. 50 kg đổ lên, 65 kg đổ lại. Rồi chốt mã lon màu giùm em tiếp mấy chị ha. Đẹp chưa mấy chị ơi, nhìn nó rất là sành điệu luôn. 65 kg lại cho em vừa lên cho em mã hình phong rộng nha, 65 kg lại vừa chốt mã hình giúp em mấy chị. Rồi lên cho em mã hình 65 kg lại vừa nha, chị nào chốt con này lên mã hình cho em, mã hình giùm em 65 kg lại vừa. Rồi lên cho em mã hình ha, hình 65 kg lại cho em vừa chốt hình. Rồi con đen này cũng lưng thun ở nửa sao cho em nè, lưng thun nửa sao cho em nha, mã hình đó là phong rộng. Ủa chị My, hello chị My, em tưởng chị Mỹ Hạnh chứ. Đồng giá 50.000 một chiếc. Trời ơi đẹp chưa mấy chị. Rồi con đen nha, chị nào chốt mã đen lên mã đen cho em, hình em chốt chị My. Rồi thun này đẹp lắm mọi người ơi, cái này là thun Mỹ không à, 100% là cô tông cho em không ha, toàn là hiệu không cho em thôi. Ồ rất xuất sắc luôn. Quần đen em mặc nha, đó cái này là 70, quên kêu 70,
quy trở lại vừa thôi nha. Nói chung eo 70, eo 70, 72 đổ lại cho em vừa. Eo 70, 72 đổ lại vừa. Chị nào chốt cái đen đang mặc lên thì em mã đen chính tóc với chị ha. Chốt mã đen cho em. Mã đen. Chốt cho em mã đen. Em chào chị Thanh Thanh. Hỏi này em chốt chị My. Cái này đẹp lắm nè, 52 kg lại cho em chốt tìm mã đen, cái nó nhỏ, 52 kg lại vừa chốt mã đen. Rồi phong rộng cho em nha, phong rộng 62-63 ký nữa lại cho em vừa chốt cho em mã cô gái. Cô gái giùm em mấy chị, 62-63 ký lại vừa lên mã cô gái cho em nha. Đồng giá 50.000 một áo. Rồi lên mã cô gái giùm em, 62-63 ký lại vừa, đẹp chưa? Quần đinh dài chị xem eo bao nhiêu chị lên mã eo vòng eo cho em đi, em like cho chị. Quần đinh dài nhiều cái đẹp lắm, để mặc thử cái quần đinh dài nha. Quần đinh dài lên eo cho em đi, em like không? Ủa cái này đùi rồi. Con này lưng thun nè, con này lưng thun.
bo nhỏ lại phía dưới nha chị ha. Đó, rồi con này bít ghi nha, chốt cho em mã lưng thun, con này dán bít ghi, rồi chị là chốt con này lên mã lưng thun cho em nha. Đó, đẹp chưa mấy chị, đồ mới rất là cao luôn. Rồi chị là chốt này lên trên mã lưng thun, mã lưng thun cho em dán bít ghi nha mấy chị ha. Rồi lên trên mã lưng thun nè, em đang lên là eo 70-72, chị nào muốn xem vòng eo khác thì comment lên em nha. Còn áo thun, dạ còn chị. Rồi một con này là ống đứng cho em ha, ống đứng, đó đẹp chưa, ống đứng cho em nha. Con này các chị lên cho em mã số 5, mã số 5 dùm em nha, ống đứng. Rồi mã số 5 ống đứng nha các chị. Rồi chốt cho em mã số 5, mã số 5 cho em nè, chốt cho em mã số 5 là ống đứng. Ôi con này đẹp quá trời luôn. Con này chốt mã túi cho em nha. Nó kiểu là một bên nó không có túi, một bên có túi vậy chị, không phải là nó lỗi đâu nha, nó chơi kiểu như vậy đó. Rồi lên mã túi cho em lưng thun, đẹp chưa, ống suông. Rồi lên mã túi cho em, mã túi giùm em ha. Con này đẹp nè, eo 70-72, cái quần nó kiểu như hai la vậy mấy chị. Hả? Rồi có thêu dưới chữ, thêu chữ dưới nè. Rồi chị là chốt này lên cho em là mã túi giúp em nha, mã túi giùm em, mô đen, chốt cho em mã túi. Rồi con này bét ghi nè, chốt mã rách giùm em nè, này bét ghi ha, dán bét ghi cho em nha, chốt cho em mã rách, nó cào cào nhẹ vậy nha mấy chị. Rồi chốt mã rách giúp em, eo 70-72, chỉ là chốt mã rách lên trên mã rách nha. Rồi dán bít ghi giùm em nè, eo 70-72 chốt cho em mã rách. Con nữa em qua mẫu khác nha. Rồi con này lưng thun, đẹp cho mấy chị. Con này chốt mã muối tiêu cho em, cái pha màu lẹ, cái pha màu ring nó chấm 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 vậy nha. Rồi chốt cho em mã muối tiêu, dán bít ghi cho em luôn, dán bít ghi luôn ha. Rồi chị là chốt này lên trên mã muối tiêu mấy chị ha, mã muối tiêu giùm em, nó là pha lưng cao hết cho em nha, tất cả là lưng cao. Rồi eo 70-72 lên giúp em mã muối tiêu. Rồi em đã áo thun tiếp nha. Đó, một số mẫu dành mấy chị có thích mẫu nào comment lên là em like. Rồi áo thun tiếp nha mấy chị. Cô gái giùm em nè, cô gái, cô gái. Ở nhưng không thấy comment nữa rồi. Chấm 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 lên mấy chị ơi, chấm lên giùm em. Trời ơi, đây đẹp chưa, hiểu rồi, ông vua, ông vua giàu ăn. Ông vua giàu ăn nha mấy chị à, nè, không biết có hiểu nữa đó. Rồi con này lên mã hiệu cho em, đẹp chưa, đằng trước đằng sau có chữ luôn nha. Rồi lên mã hiệu giùm em nha, con này 70kg cũng vừa mấy chị, con này bự 70kg là cho em vừa. À, đằng sau nè, đằng sau nó có chữ gì đây không biết nha. Đó, rồi đằng trước, rồi chị nào chốt mã hiệu đi, lên mã hiệu cho em nha, 70kg lại vừa con ớt đổi cái vương miệng. Rồi chị là chốt này lên cho em mã hiệu 70kg lại vừa giùm em nha, lên mã hiệu cho em, dán phông rộng, chốt cho em mã hiệu, quá đẹp luôn, rất là sành điệu của chị. Đây cái chữ phía sau đó nè, đó này là đằng sau nha, này đằng trước. Rồi lên mã hiệu cho em, rồi con này gì đầm hay sao á,
sao vậy? Em mặc cái này, cái này giống như là mấy chị mặc một cái quần bò ở trong, mã hiệu chốt chị Hương ha, một quần bò ở trong rồi lịch cái lịch giày ha. Em không biết nữa, nhưng mà em mặc vô nó ngắn thế này nè, họ nó lên lửng lửng, nó không ngắn mà nó không dài. Rồi con này em bán với chị mình 30 thôi, nó đẹp dữ lắm, nhưng mà cái form nó kỳ kỳ sao á, nó không ngắn dài, nó không dài luôn mà ngắn, nó không ngắn luôn. Tới ngang đây 55 kg cho em mặc được nha mấy chị, hoặc là dạng như kiểu đầm ngủ mà sexy gì đó. Rồi cái này em bán 35 luôn nha, chị nào chốt mã đầm 35 lên mã đầm 35 giùm em, siêu hot luôn, đẹp dữ lắm. Lên cho em mã đầm 35 nha, đầm 35 cho em nè, 55 kg lại vừa, mã hiệu này em chốt chị Hương, mã đầm 35 cho em.
đóng gọn. Dạ em la xen kẽ quần với áo nha mấy chị ha. Con này size 29 nè. Đằng sau. Ồ đẹp không chị. Đằng sau có hai túi vậy nha. Đằng trước phối sọc hồng cho em, chạy sọc hồng cho em nha. Rồi chị nào chốt con này lên giùm em. Đúng rồi chị, khách mới gặp và chuyển khoản em mới ghi đơn. Mã sọc hồng như em, con này dạng ống đứng mấy chị ha. Ồ ôi sọc hồng cho em mấy chị. Sọc hồng giùm em. Sẽ tà nữa đẹp chưa. Không có thì cọc cạc điện thoại Vina 50.000 cho em chị Lưu Vi Nguyễn ha. Rồi chị nào chốt con này lên cho em mã sọc hồng nha. Lưng thun cho em. Lưng thun 58kg lại cho em vừa. 58kg lại vừa nha. 58kg lại vừa. Chị nào chốt con này lên mã sọc hồng giùm em. Đẹp chưa, rất xanh điệu luôn. Còn này chị không chị nào lấy thì đẹp. Nhắn tin qua giùm em nha chị Ruby Nguyễn ơi. Rồi chị nào chốt mã sọc hồng lên cho em mã sọc hồng mấy chị. Sọc hồng trời ơi lên cái con áo này đẹp nè. Chị nào thích mà kiểu bánh bèo chốt nha. Đẹp xuất sắc. Ôi nhiều tầng luôn. À, mình nhắn tin qua giùm em nha chị Ruby Nguyễn ơi, tại file của em không có nhắn tin cho khách trước được. Rồi con này chốt mã áo kiểu giùm em mấy chị ha. Chốt mã áo kiểu cho em nha, đẹp chút nhố luôn. Từ thun cho tới ren đều đẹp. Sáu mươi ký đổ lại cho em vừa nha. Rồi chị nào chốt áo kiểu lên áo kiểu cho em. Chốt áo kiểu lên cho em áo kiểu, sơ vinh gì cũng đẹp hết chị. Chốt cho em mã áo kiểu. Áo kiểu cho em nha. 60kg lại vừa chốt áo kiểu em nè. Rồi chỉ là chốt áo kiểu lên cho em áo kiểu nha. Lên cho em mã kiểu. Mã kiểu giùm em ha. Một con thông rộng. Cái này là hoa có thêm một con chim ở trên này mấy chị. Form giống quần ha, form giống quần mấy chị nha. Rồi chị nào chốt con này lên cho em mã gì nhỉ? Mã hoa cho em, mã hoa cho em nha. Ở đây chị cho. Nó có thêm con chim nè. Cái này là thêu cho em nè, còn cái hoa xung quanh có chữ. Rồi chị nào chốt ở đây. Quần sọc hồng, chị My có túi hai bên không hả? Không chị My ơi, cái quần này không có túi. Cái quần này không có túi hả? Không có túi hai bên. Mà nó rất là đẹp luôn. Con này đẹp chứ. Xẻ tà hai bên không có túi. Rồi chị nào chốt con này lên giùm em mã hoa nha mấy chị ơi. Mã hoa giùm em nha. Mã hoa 55kg thôi mấy chị. Mã hoa 55kg. Trời con áo thỏ hôm đẹp mà chị. Còn con này chị Hạnh nè. Có ai mặc cặp không? Chốt về mặc cặp. Rồi thỏ cho em 65kg lại vừa lên trên mã thỏ. Đẹp chưa? Rồi chốt mã thỏ cho em nha. 65kg lại vừa lên trên mã thỏ mấy chị. 65kg lại vừa chốt mã thỏ giùm em ha. 65kg lại vừa lên trên mã thỏ. Rồi con đen. Đen gold hai lớp cho em, ở trong một lớp ngoài lớp nha. Rồi eo 70 đổ lại cho em mấy chị. Dạ cái đó không có túi chị My ơi. Rồi chị nào chốt con đen này lên cho em mã đen nha. Mã đen eo 70 đổ lại cho em vừa. Tầm chừng 52kg đổ lại mấy chị. 52kg lại chị nào chốt con đen này lên cho em mã đen. 52kg lại cho em. Cái này là von nha chị. Rồi con này bán với chị mình 40.000 nha. Con này bán với chị mình 40.000. Mà cái ở trong nó có một lớp quần đùi tới đây, ở ngoài là lớp von nha mấy chị ha. Lưng thun 40 lên cho em mã đen 40. 52, 53 ký đổ lại thôi. Mã đen 40 giùm em nha. Chị xem lại áo kiểu. Ủa cái kiểu đó đẹp lắm chị Trang Thu. Lấy đi. Áo kiểu nè.
đẹp luôn. Kiểu lên mã kiểu giùm em nha. Sang dữ lắm, cái áo đó rất là sang, áo đó mấy chị mua phải mấy trăm. Rồi con này lên giùm em. Mã ho thiêu cho em mấy chị. Mã ho thiêu 58kg lại cho em vừa chốt cho em mã ho thiêu. Ở đây thiêu hết cho em luôn nè. Quyên một chùm hoa. Quyên chùm hoa thiêu nha, chốt cho em mã ho thiêu. Hoa thiêu cho em mấy chị. Hoa thiêu, hoa thiêu. Ok, chị lấy con này ha, đẹp lắm chị. Xuất sắc luôn, cái thùng nó mềm ghê luôn. Rồi chị nào chốt con hoa em đang mặc lên cho em mã hoa 58kg tại vừa nha. Mã hoa 58kg tại vừa chốt hoa gì em. Chẳng biết hiệu gì mà nó có hiệu ở trong đây nè chị Nguyễn Hương. Rồi chốt mã cô gái cho em nha, chốt cho mã cô gái đẹp luôn. 60-62kg lại cho em vừa lên cho mã cô gái nha chị. 60-62kg lại vừa nha, nó mít rơ viền đen rất đẹp luôn. Trời ơi cái thùng da em bé vậy. Ủa vậy hả? Rồi chị nào chốt này lên mã cô gái cho em nha. Cô gái 60-62kg lại vừa lên trên mã cô gái. Cô gái 60-62kg lại vừa. Chốt cô gái giúp em. Cô gái mấy chị ơi. Rồi một em lưng thun. Ồ con này lửng cho em nha. Lưng thun phía sau nha mấy chị. Con này lưng thun phía sau. Có túi. Ồ này hơi nhăn về ủ cho em nha. Nó hơi nhăn, ủ ra thẳng đẹp lắm. Rồi eo 70 đổ lại cho em vừa này nha mấy chị. Eo 70 đổ lại vừa nha. Chỗ cái này xong rồi. Eo 70 gì mà sao em mọc không lên nhỉ? Lưng thun. Ôi, con này mặc hơi bị khó mấy chị ơi. Em 46kg mà em mặc nó lên vừa vậy hết không? Chắc không có vô nổi đâu. Rồi 46-47kg đổ lại cho em thôi nha. 46-47kg đổ lại thôi. Cái này chắc là em mặc quá. À, chị nào chốt này lên cho em đen trơn.
đang trơ cho em, nó có lưng thun phía sau nhưng mà mặc vô nó nếu mà to ký hơn mặc không được đó chị, mặc vô hơi cực. Ôi con này mặc cực lắm mấy chị ơi, khó mặc á, nó thun mà nó không có giãn nhiều. Trời ơi đẹp quá à, như đầm như một cái chân váy xè vậy đó. Chốt nhưng mà nó mỏng nha mấy chị ơi, 30.000 cho em nha. Ủa sai rồi, như vậy mới đúng. Lưng thun ở phía sau đó, trước như cái beo vậy đó. Chốt mã hoa 30 giùm em nha. Lên mã hoa 30 cho em, 60kg lại cho em vừa. Lên cho em mã hoa 30 nhưng trong váy luôn mấy chị. Bên đây có cái dây cột cái nơ lại cho em nè. Rồi mã hoa 30 cho em nha. Hoa 30.000 vải von. Rồi chị nào chốt hoa 30 lên hoa 30 giùm em. Hoa 30 lên cho em. Hoa 30. Hoa 30 cho em nha. Rồi một con đen trơn lưng thun cho em nè. Con này bự hơn quá chị ha. Eo không giãn là 64, eo là giãn là 74 giùm em nha. Nói chung là 60kg đổ lại vừa con đen em mặc. Chốt cho em, chốt cho em mã gì nhỉ? Rồi chốt cho em mã 1 đi mấy chị. Con đen đang mặc lên mã 1 giùm em 60kg lại vừa nha. Con đen đang mặc con đen đang mặc lên cho em mã 1. Mã 1 giùm em 60kg lại vừa. Chốt cho em mã 1. Chốt mã 1 giúp em nha. 60kg lại cho em vừa. Rồi chị là chốt đen này lên cho em mã 1. 60kg lại vừa mấy chị. Chốt mã 1 giùm em. Rồi dán ôm mấy chị ôm 47kg lại cho em thôi nha. Dán ôm 47kg lại vừa. Chốt cho em mã, mã này 35.000 lên cho em mã chữ 35. Mã chữ 35 giùm em nha. Rồi chốt cho em mã chữ 35 form ôm. Ủa này mắc mặt ngược không ta? Cái hiệu của nó nằm đây nha mấy chị. Đây ở đây cá thì liền cá. Rồi lên cho em mã chữ 35.000 ha. Những cái con này là đóng thùng là đẹp nhất nè. Và nó lắp ôm body. Rồi bán 35.000 thôi nha. Đó. Cho nên chốt này lên mã chữ 35 giùm em. 47kg lại vừa. Lên cho em mã chữ 35. Ôi em này đẹp quá, đen luôn nè mấy chị. Chốt cho em mã số 2 nha. Chốt mã số 2 cho em. 62kg lại vừa lên cho em mã 2. 62kg lại vừa, chốt mã 2 cho em mấy chị ha. Rồi lên cho em mã 2. Lưng thun nha, 62kg lại vừa. Lưng thun co giãn thoải mái. Rồi chốt cho em mã số 2. 62kg lại vừa, chốt mã 2. Mã 2 giùm em. Rồi một con dáng lửng. Một con dáng lửng cổ sơ mi. Ôi em không thấy thằng men luôn ta, nó đứng làm sao á. Xem không thấy điện comment mọi người chấm lên giùm em chứ. Nãy giờ sao em nói không thấy comment gì. Ồ thấy là cái gì, gì giống mấy chống nắng vậy chị Hạnh. Mã chữ, mã chữ 35 đó hả chị My. Rồi mã chữ 35 em chốt chị My nha. Hồi nãy giờ em quên, phải vuốt cái màn hình điện thoại liên tục thì nó mới hiện comment lên quý vị, là em quên. Rồi cái em mặc dáng lửng đẹp chưa, cổ sơ mi cho em nha. Đó cổ sơ mi. Rồi rồi em thấy rồi, lúc vuốt màn hình liên tục rồi sẽ thấy. Lại cho em vừa mới chị.
sơ mi cho em, rồi chị nào chốt lửng thì cho em mã lửng. Nên mã lửng em nha. Hôm nay ế rồi mấy chị ơi, hôm nay like cái view nó không lên. Rồi chốt giùm em mã lửng. Ôi con áo này đẹp nè. Đồng giá 50.000 chị. À, cái nào giá khác thì em báo. Trời ơi đẹp chưa? Hai bên này có cái dây rút cho em nha. Đó mấy chị thích cái áo mà nó cao lên mấy chị rút dây lại giùm em. Cột lại. Hai bên có nha, còn không thích thì mấy chị cứ thả xuống này. Ẩn comment rồi, đúng rồi chị. Trời con này đẹp quá. 50 ngàn nha mấy chị, cái nào mà em giá khác thì em sẽ nói giá cho mình nha. Còn cái nào em không nói thì cứ 50 ngàn cho em thôi. Rồi chốt trắng kiểu cho em. Trắng kiểu cho em 50kg lại vừa mấy chị. Trắng kiểu giùm em nha. Đẹp chưa chị ơi, thiêu hết. Những cái này là thiêu hết nha. Xin luôn. Rồi lên cho em mã trắng kiểu ha. Trắng kiểu cho em. Trắng kiểu cho em mấy chị. Đẹp chưa. Trắng kiểu cho em nha. Nè mấy chị nè. Đẹp chưa. Đó toàn hiệu mà nó có dập dập chìa chìm trên áo hết á. Rồi cái này chốt trắng kiểu, kem trắng kiểu. Trắng kiểu chốt chị tròn tiếp. Ẩn là men đúng rồi chị. Nãy giờ ẩn mà em không biết. Nay like trục trặc đủ thứ hết trơn à. Mới vô là thấy thất bại rồi. Rồi trắng kiểu chốt trần tiết. Mới vô là thấy không khí thế rồi hả chị Trang không à. À lửa cái rộng. Tại vì bóc từ trên xuống á chị. Để hôm nay em bóc bên tay nữa cho nha. Này em chốt trần tiết.
chấm lên, chấm lên em coi có thằng comment nữa không. Ủa ơi con này con giống quần cho em ấy chị, 60kg lại cho em vừa nha. À, đằng trước đó là cái cổ này, cổ khóa này cho em này, chốt mã khóa giúp em nha. Đằng sau nè, thêu đẹp chưa, rồi lên mã khóa cho em 60kg lại vừa. Con giống quần có xẻ tà gì luôn, như em mặc ngược cái sao á. Ờ cái này ở đằng sau mới đúng. Hèn gì em ấy, cái này tà trước ngắn tà sau dài giống như chị ơi, chuyên gia mặc ngược luôn á. Đây đây, cái này lên mã khóa cho em nha, giày mới đúng. Hèn gì, ồ đây nè mấy chị, giày mới đúng nè đó. Hèn gì mà cái áo ấy nó kỳ kỳ đó. Cái tàn sao dài tàn trước ngắn nha, dây kéo ở phía sau cho em, rồi chốt mã khóa giùm em nha. Chốt cho em mã khóa 60kg lại vừa ha, lên mã khóa giúp em, chốt cho em mã khóa. Còn con hiệu nè, con này là đúng hiệu luôn, hiệu của Nai nha mấy chị. Cười. Mã khóa đã quên, con này lên mã hiệu cho em nè, đây hiệu của Nai luôn nha. Trời, chị nào chốt con này lên em dám lửng lửng. Chốt mã hiệu cho em 60kg, mã hiệu cho em 60kg lại vừa. Cười. Em là chuyên gia mặc bồ ngược mà mấy chị ơi, lên mã hiệu cho em, hiệu Nai nè mấy chị nè. Trời ơi đẹp chưa, 60kg nữa là cho em vừa nha. Chứ là chốt mã hiệu lên cho em, mã hiệu bó tay em luôn á. Ở nhà em là em làm ăn rồi có bị chọc quê vô mặt đồ ngược nữa. Trời, cái con này, con này cũng hiểu lắm luôn á, nhưng mà cái form đó nó là sao, nó như bo bo đi á. Ở cái con mà hiểu nó đẹp mà chốt ta. Con này ngắn không ngắn, dài dài chán con hồi nãy luôn mấy chị. Chán con hồi nãy luôn em tặng đi ha. Comment cho em là, comment giúp em là tặng áo chữ, tặng áo chữ cho em nha, tặng áo chữ giùm em. Hết thấy comment nữa rồi sao, tặng áo chữ cho em đi mấy chị. Cái con này cái form nó về chị nào mặc được thì mặc nha, nó đẹp mới, nhưng mà điều em cái form nó kỳ cục, nó lủng lủng vậy. Trời ơi con áo kiểu đẹp nè. Ôi con này đẹp không chị, mã hiệu ai chốt ta. Khoan khoan để em coi comment thôi, em không thấy nó hiện comment. Ờ mã hiệu em chốt cho chị My, mã hiệu, mã hiệu chị My chốt trước chị Nguyễn Hương, giờ em mới thấy nó hiện comment lên nè. Mã hiệu chị My trước là mới tới chị Hương nha. Ôi hàng Diễm thấy con này đẹp mà sao không ai chốt. Coi em mặc chốt cho em mã kiểu 55kg lại cho em vừa, lên mã kiểu em với chị nha, nó nhúng 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 mà nó mo ngực chị nè đó. Rồi chốt cho em mã áo kiểu, chốt là áo kiểu cho em, tặng áo chữ, rồi tặng áo chữ để em coi là ai tặng nha. Tặng áo chữ là của Trần Tiếp trước nè.
dán này là dán cái áo kiểu luôn á, không phải là áo phông đâu, nó cũng lộn vô vài con áo kiểu đó. Rồi chốt mã kiểu giùm em cho một con phông rất top nè, phông rất top bán 35.000 mấy chị thôi, đẹp dữ lắm luôn, dán lửng mà phông rất top cho em nha, đẹp chưa. Rồi chốt mã lửng cho em 55kg lại vừa 35.000 cho em mã lửng, lửng 35.000 giùm em nha. Ồ cái thun đó mấy chị đúng là 100% cô tông luôn. Hôm nay em gái é rồi bà con ơi, mã lửng 35.000 cho em mấy chị. Rồi cái thun nó thực sự nó giống như là da em bé với da người lớn vậy, những cái áo thun mỏ bình thường mình mua ở thì ở đây á là không có được như những cái con thun này đâu mấy chị ơi, nó bị ghê lắm. Rồi cho lên cho em mã lửng 35 nha, lửng 35 giùm em. Ủa xem quần ống rộng không là lên áo không thôi mấy chị, xem quần ống rộng không hay là lên áo thôi, chờ con mèo đen. Lửng 35 chốn trần tiết. Rồi lên mã mèo đen cho em, mèo đen cho em nha, dáng ôm đẹp chưa. Rồi con mèo này bán 35 cho mấy chị mình luôn đi. Lên cho em mã mèo 35 nha, mã mèo 35 52-53kg lại cho em vừa dáng ôm. Chốt mã mèo 35.000 giùm em. Lên cho em mã mèo 35, mã mèo 35 giúp em mấy chị. Lửng chút cần chút. Mấy chị cho em xin lượt chia sẻ về trang cá nhân cho cái view nó lên lại giùm em mọi người. Cái view nó tịt luôn rồi. Em chia sẻ rồi, cảm ơn Trần Tiết nha. Lên cho em mã mèo 35.000 mấy chị. Đẹp. Chốt mèo 35 giùm em. Chờ giảm cân rồi mua áo ôm hả? Ok chị Trang Thu nha. Cho em lên một ít quần đi nha mấy chị nha. Em lên ít quần đi rồi em lên áo tiếp. Lên lên ri quần đi. Chấm like lên nhiều em mấy chị. Hôm nay 55,5kg, à 56,5kg. Ok chị. À, chị Trang Thu đáng cởi tầm chừng xuống chừng 53kg là đẹp. Đừng có ốm quá 53kg là đẹp nha. Áo này em mặc không có chị, áo em mặc không có bán nha. Áo thun á mới có chị, còn áo dây này không có. Rồi cái này bán mấy chị mình. Cái này là von mà một lớp cho em, nó không được dày lắm. Được dày nhưng mà màu đen thì nó không có mỏng nha mấy chị, không có nhìn thấy. Rồi lên cho em mã này ha, đen cho em 35.000 nha, lưng thun. Chốt cho em mã đen 35, lên mã đen 35 cho em mấy chị. Đen 35 cho em nha, đen 35, đen 35 57kg lại cho em vừa chốt cho em mã đen 35. Đen 35 giùm em nha, 57kg lại vừa chốt đen 35. 54kg hả chị? Rồi mã đen 35 giùm em. Trời ơi, con sọc đen đẹp nè. Rồi chị nào chốt sọc đen lên cho em mã sọc đen. Sọc đen lưng thun mấy chị ha. Chốt sọc đen lên sọc đen giùm em số 2kg lại cho em vừa. Chốt sọc đen lên cho em mã sọc đen nha. Sọc đen số 2kg lại cho em vừa ha. Rồi chị nào chốt sọc đen lên cho em mã sọc đen nha. Sọc đen, sọc đen. Sọc đen cho em. Rồi con này eo 78. Lúc trước chị 51kg hả?
như chân váy nha. Rồi chốt mã váy giúp em đi. Chốt mã váy giúp em nha. L78 chốt cho em mã váy. L78 cái này nó hơi nhăn về ủi cho em nha. Tại vì lấy cái này chưa ủi, nó còn nhăn. Rồi L78 chị nào chốt con này lên giúp em. Như chân váy chị hai bên có túi nha. Đẹp dữ lắm. Rồi L78 chốt cho em mã. Mã váy. Mã váy giùm em ha. Đồng giá 50.000 nha chị. Rồi mã váy giúp em. Rồi mấy con này nó nhăn quá về ủ giùm em nha mấy chị ơi. Nhưng mà nó cái dáng nó đẹp chứ, dáng nó đẹp luôn. Cái này lên cho em là màu bò mấy chị nha, màu bò lưng thun ở phía sau. Ồ, tàn con hiểu không ạ? Rồi màu bò cho em nha, chốt mã bò giúp em nè. Có túi. Rồi màu bò em không co giãn là 74 nha mấy chị. Em không co giãn là 74 nha. Chưa tính eo thun á là 74 cho em nè. Cho nên chốt mã bò lên cho em mã bò. Màu bò đẹp chứ. Rồi chốt mã bò lên mã bò cho em nha. 50-60kg vừa. Thì là chốt mã bò lên trên mã bò mấy chị. 50-60kg giùm em nha. Em mặc nó còn hơi rộng. Rồi chị là chốt mã bò lên mã bò giùm em. Về ủi mấy chị ơi. Ủi là nó thẳng. Rồi chốt mã bò giùm em nha. 50-60kg lên trên mã bò. Mã bò giúp em với chị ha. Có áo khoác, em có áo khoác luôn ha. Trời con này nó còn mệt luôn nè. Con này màu hồng nhạt nhạt với chị ha. Màu hồng nhạt nhạt cho em nha. Hồng hồng xíu xíu. Rồi L76 đổ lại cho em nha. L76 đổ lại chốt mã hồng giúp em chị. Còn tem luôn. L76 cho em nha. Rồi chị là chốt quần ống suông. L76 chị là chốt mã này lên giùm em mã hồng. L76 lại cho em vừa với chị ha. Lên mã hồng cho em nha. Rồi L76 lên cho em mã hồng. Con này còn tem cho em nữa không? Màu xanh đen. Ồ đẹp quá. Màu xanh đen giúp em nha mấy chị. 60kg lại cho em vừa chốt cho em mã xanh đen. Này nhãn bét ghi hả ta? Ô cái này bét ghi nha mấy chị ơi, không phải là ống suông đâu. Đây. Lên cho em mã xanh đen. Xanh đen cho em nha. 60kg lại vừa chốt cho em mã xanh đen. Cái này bét ghi nha mấy chị ơi. Dạng như quần tay á. Rồi lên mã xanh đen giùm em. Rồi siêu phẩm nè. Siêu hiệu luôn, đẹp chưa? Dây kéo ở ngoài sau dập ly cho em, đằng trước có beo cho mình luôn nè. Chốt cho em mã nâu nha mấy chị. Đẹp quá. Mã nâu giùm em ha. Đẹp và mới nha mấy chị nha. Rồi con này lên cho em mã nâu. Quần có túi luôn nha mấy chị đẹp. Chốt mã nâu giùm em mấy chị ơi, con này đẹp nè. Em mặc hơi rộng rồi đó. Ồ, xin chứ. Rồi L70. Nhưng mà con này rút eo lại được. Mấy chị ơi, cái này có dây rút eo lại mà. Đó, đẹp chưa? Mã nâu cho em nha. Mã nâu. Mã nâu gì em mấy chị. Quá đẹp. Đây là chốt nâu, lên cho em mã nâu lưng cao. Mã nâu giúp em mấy chị nha. Này đẹp, chị muốn lấy ta. Rồi lên trên mã nâu. Còn áo thun chờ em xíu nha. Em lai xin xin kẻ. Trời ơi xin chưa. Rồi con này lưng vải. L70 cho em mấy chị. Màu gì nhỉ? Màu cam. L70 chị nào chốt sọc cam lên cho em mã sọc cam. Chốt
cam lên mã sọc cam cho em L70. Rồi chốt sọc cam lên sọc cam giùm em nha. L70 có túi ha. Lên cho em mã sọc cam. Sọc cam L70 cho em nha. Rồi sọc cam L70 chị nào chốt sọc cam lên cho em mã sọc cam đó chị. Sọc cam L70. Chấm like giùm em mọi người ơi. Em có thấy comment nữa rồi, đứng nữa rồi. Sọc cam L70. Rồi lên con quần nữa em like qua áo nha. Chấm like lên giùm em mấy chị đẹp. Con này lên màu nu giùm em đi mấy chị, chốt mã nu. Chốt mã nu cho em nha, lưng thun. Mã nu 58kg lại cho em vừa lên trên mã nu. Cái mặt lên mã nu giùm em nha. Mã nu, mã nu. Ồ. Nâu chị Trần Tuyết chốt nè, mà giờ mới thấy luôn nè. Hello chị Kim Hằng. Hello chị. Cái em mặc lên cho em mã nu, nu mấy chị ơi, mã nu nha, màu nu cho em nha. Màu nu lên cho em mã nu. Rồi em lên áo thun tiếp nè. Ai xem áo thun nữa không, mọi người chấm lên giùm em. Chị Nguyễn Hương, chị Lan Lan Nguyễn, em bóc qua giùm em.
không nhắn tin cho mình trước được, mình nhắn tin cho em mới trả lời lại mình được nha. Dạ xuống ai nhớ nhắn tin giùm em ha. Rồi con chữ đỏ này em chốt chị Nguyễn Hương. Chữ đỏ em chốt chị Nguyễn Hương. Đây mấy chị đẹp quá, chốt cho em mã thỏ hồng.
Rồi thỏ hồng cho em 50 kg. Chốt mã thỏ hồng giùm em mấy chị ha. Đây đằng sau nè, thiêu hết cho em nha. Rồi cái là chốt thỏ hồng lên trên mã thỏ hồng. Đằng trước nè, thỏ một quả tim. Bắn tim. Thỏ hồng cho em 50 kg. Lên cho em mã thỏ hồng. Thỏ hồng 50 kg ha mấy chị ha. Ôi con này đẹp quá. Con này đẹp nè mấy chị nè. Trời ơi, tự nhiên mặt ngược hoài mất tự tin mấy chị, tự mặt ngược nữa. Rồi con này mấy chị lên giùm em mã cô gái nha, đằng sau này đẹp chưa. Đó, siêu phẩm nằm ở ngoài sau chắc phải một chút. Rồi chốt mã cô gái cho em nha. Cô gái cho em 52 kg, lại cho em vừa lên cho em mã cô gái. Rồi lên mã cô gái giùm em mấy chị, đằng sau nè. Lên mã cô gái giùm em nha. Ờ đẹp quá. Lên cho em mã cô gái. Đằng trước là chữ, đằng sau là hình nha. Rồi chốt mã cô gái giùm em. Cô gái giùm em nha. Cô gái, cô gái. Rồi em không rộng nè. Đẹp chưa? Chốt cho em mã viền tím cho em. Viền tím 65 kg, lại cho em vừa nha. Lên cho em mã viền tím mấy chị ơi, không giống quần. Mã viền tím giùm em nha. Chén luôn. Viền tím giùm em mấy chị. Rồi cái này chốt viền tím lên cho em mã viền tím nha. Không rộng. Viền tím cho em. Viền tím 60-62 kg nha em, là vừa mấy chị, 65 hơi kích. 60-62 kg thôi ha. Rồi chốt viền tím lên cho em mã viền tím. Viền tím giùm em. Trời ơi, em này mà chị nào không chốt là uổng hả. Rất là đẹp luôn. Đây nha. Chốt mã siêu phẩm giùm em ha. Chốt mã siêu phẩm giúp em nè. Quá đẹp. Rồi lên mã siêu phẩm giùm em mấy chị. Lên cho em mã siêu phẩm nha. Cái hình đẹp chưa, đá hết cho em luôn. Siêu phẩm cho em ha. 55-57 kg, lại cho em vừa lên trên mã siêu phẩm. Đằng sau có chữ ha, đằng trước đẹp hình đẹp đám cho em luôn. Cô gái. Rồi chính là chốt mã này lên trên mã siêu phẩm nha. Siêu phẩm giùm em. 55-57 kg, lại vừa lên trên mã siêu phẩm. Mã siêu phẩm cho em nha. Mấy chị còn xem mẫu gì nữa comment lên giùm em like. Siêu phẩm, siêu phẩm. Con này hơi mỏng. Con này hơi mỏng, bán với chị mình 25.000 nha. Bán với chị mình 25.000. Giá nó như vậy. Lên cho em mã 25. Đây mấy chị, sành điệu lắm nhưng mà cái thun em thấy nó hơi mỏng. Cái thun này, cái này nó nhìn cái thun nó không có được dày như mấy cái khác. Rồi lên cho em mã 25 nha, mã 25. 53 kg, lại cho em vừa chốt cho em mã 25. 53 kg lại vừa nha, chốt mã 25 giùm em. 53 kg lại vừa chốt cho em mã 25. Siêu phẩm theo chốt chị Lan Nguyễn. Chị Lan Nguyễn nhớ inbox qua cho em nha chị. Không nhắn tin cho em là em không. Ủa con này đẹp lắm mấy chị ơi. Trơn đơn giản thôi. Trời, chốt mã trơn cho em. Chốt mã trơn cho em 30.000. Mã trơn 30.000 cho em nha. Mã trơn 30.000, 60 kg, lại cho em vừa mấy chị. Rồi chứ là chốt mã trơn cho em mã trơn 30. Mã trơn 30 giùm em. Mã siêu phẩm chốt chị Lan Nguyễn. Ồ đẹp lắm. Ừ. Rất là đẹp luôn nha. Đó xuất sắc chứ. Cái hình nó rất là sống động luôn. Cái như hình thiệt. Mã trơn 30 cho em mấy chị. 60 kg lại vừa. Chốt
không nha mấy chị. Đính đá cho em hết nhìn nè. Trời con yêu mà con này cái hình kỳ quá. Em không biết hình gì, bán cái này cho mấy chị mình 35 ha. 35 form ôm. Chốt mã hình 35 giùm em 50 kg. Mã hình 35 ngàn cho em nha. 50 kg lại vừa. Ờ em nhìn ra nó là con gì rồi mấy chị. Hình như là con rùa hay sao á. À, con rùa mà dưới đây là cái hình đi cướp biển á sao. Rồi mã hình cho em nha. Mã lưới. Mã hình 35 giùm em. Mã lưới chị KT Đặng. Chị KT Đặng inbox qua giùm em nha chị. Khách mới cọc hoặc chuyển khoản em mới đi đơn nha chị KT Đặng ơi. Khách mới cọc hoặc chuyển khoản em mới đi đơn nha. Người đẹp có ok thì em chốt nha. Tại vì cái này là hàng, hàng này là hàng siêu tuyển, không phải là hàng mới. Nhiều chị không có biết mua hàng siêu tuyển về, cứ so sánh hàng mới là không nhận hàng. Cho nên là bán cái hàng này buộc các chị phải cọc hoặc chuyển khoản em mới đi đơn nha. Ờ có ok thì em chốt ha. Ủa mã lưới chị Hạnh chốt trước mà. Mã lưới này của chị Mỹ Hạnh. Lưới chốt chị Mỹ Hạnh. Chị Ca Tê Đặng không được mã lưới nha. Chị Mỹ Hạnh chốt trước. Rồi hình 35 chốt trầm tí. Lưới của chị ok em thấy rồi. Hồi nãy em không thấy những comment chị Hạnh. Khách phải nhắn tin cho em thì em mới nhắn lại được rồi. Ok.